Biệt thự song lập tại nhà bè là một trong những lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm không gian sống sang trọng và tiện nghi tại khu vực này. Với diện tích rộng rãi, chiều ngang 9,5m và chiều dài 17m, các căn biệt thự này mang lại không gian sống thoải mái và tiện ích đa dạng cho cả gia đình. Khu compound được đánh giá cao về mặt an ninh, đảm bảo sự yên tĩnh và an toàn cho cư dân. Hệ thống bảo vệ 24/24 và camera giám sát được lắp đặt kỹ lưỡng, giúp cư dân yên tâm về an ninh cho ngôi nhà của mình. Ngoài ra, các tiện ích trong khu compound cũng được chăm sóc và phát triển để đáp ứng nhu cầu sống hiện đại của cư dân. Có thể kể đến như hồ bơi, sân tennis, khu vui chơi trẻ em, công viên xanh mát, phòng gym hiện đại và các dịch vụ tiện ích khác như siêu thị, nhà hàng, cà phê và spa. Những căn biệt thự song lập được thiết kế sang trọng và đẳng cấp, với không gian mở rộng, nội thất cao cấp và cửa kính lớn mang lại ánh sáng tự nhiên cho căn nhà. Không gian xanh xung quanh và khu vườn riêng tạo nên cảm giác gần gũi với thiên nhiên, giúp cư dân thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Mỗi căn biệt thự được xây dựng với sự chăm sóc kỹ lưỡng đến từng chi tiết, từ kiến trúc đến cấu trúc, đảm bảo tính thẩm mỹ và sự bền bỉ theo thời gian. Ngoài ra, việc quản lý và duy trì khuôn viên cũng được thực hiện một cách chuyên nghiệp, đem lại sự hài lòng và tin tưởng cho cư dân. Với vị trí thuận lợi, không gian sống lý tưởng và tiện ích đa dạng, các căn biệt thự song lập là sự lựa chọn hàng đầu cho những người đang tìm kiếm một mái nhà hoàn hảo tại khu vực này. Không chỉ là nơi ở lý tưởng, mà các căn biệt thự còn là cơ hội đầu tư tuyệt vời. Với sự phát triển nhanh chóng của khu vực, giá trị bất động sản tại đây đang ngày càng tăng cao. Việc sở hữu một căn biệt thự tại đây không chỉ là việc tạo ra một không gian sống lý tưởng mà còn là một cơ hội đầu tư đáng giá cho tương lai. Ngoài ra, cũng nổi bật với cộng đồng cư dân văn minh và thân thiện. Sự giao lưu, kết nối giữa các cư dân không chỉ làm cho không gian sống trở nên ấm áp mà còn tạo ra cơ hội học hỏi và phát triển cho mỗi thành viên trong cộng đồng. Với tất cả những điểm mạnh về vị trí, tiện ích, thiết kế và cộng đồng, không khó hiểu khi biệt thự song lập trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một cuộc sống đẳng cấp và thịnh vượng tại khu vực này. Đây không chỉ là một nơi ở, mà còn là một không gian để bạn xây dựng những kỷ niệm đẹp và thăng tiến trong cuộc sống.